Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều nay, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về thăm chúc Tết tỉnh Hưng Yên, các gia đình chính sách, người có công, người lao động khó khăn. Đón tiếp Đại tướng và đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đạt được trong năm qua, nhân dịp năm mới, Đại tướng Tô Lâm chúc cán bộ nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên một năm mới sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Năm 2022 được dự báo có nhiều khó khăn thách thức, tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác bảo đảm an ninh trật tự. Do đó, tỉnh Hưng Yên cần tập trung quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trên cơ sở thích ứng an toàn giữa công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội. Trước mắt, đảm bảo các điều kiện để nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Tại buổi trao tặng quà cho đại diện các gia đình chính sách, người có công, người lao động khó khăn của tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Tô Lâm chúc các gia đình đón Tết vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc, đồng thời nhấn mạnh trong dịp Tết Nhâm Dần, tỉnh Hưng Yên cần tổ chức các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, chăm lo người có công, hộ nghèo, hộ ảnh hưởng dịch COVID-19, đảm bảo nhân dân đón Tết vui xuân, an toàn, lành mạnh. Năm cũ đi qua và đón mừng năm mới thì có những lời chúc mừng. Đấy, năm mới là những tình cảm, những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các đồng chí, tất cả các bà con. Hôm nay gặp mặt ở đây thì không được gặp nhiều. Thế thì cũng thông qua các đồng chí lãnh đạo tỉnh, rồi cũng thông qua bà con cô bác xin gửi những lời chúc mừng năm mới, chúc tất cả các đồng chí cùng bà con, cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và sẽ đón một cái Tết Nhâm Dần thật là vui vẻ, thật là đầm ấm, thật là hạnh phúc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm và trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đại tướng đến các gia đình chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn thời gian tới, trên chặng đường phát triển, tỉnh Hưng Yên luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của lực lượng công an các cấp để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho sự phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. Đại tướng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng 100 suất quà của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cho các gia đình chính sách, người có công, công nhân, người lao động khó khăn của tỉnh Hưng Yên.